Có 900 rưỡi hả? Này 600 mấy nè, 600 rưỡi nè. Này là ngọt nè, này là chua nè. Ừ. Ngủ không? Đâu Thanh mua đãi anh em một chai Thanh. Ừ. Mua đi tối nay về phòng đãi anh em. Mua đi tối nay nhậu chi cả hay gì? Đãi quỳ. Thơm thơm, kèo thơm, kèo thơm. Nói chung với cái này như mình thưởng thức cho biết vậy thôi. Về sáu cái mấy đó. Chụp hình đi chạy, đứng ngoài, chụp đi. Hải đâu? Hải tối nay không cho vô phòng luôn. Hôm nay vô tiếng luôn. Lại mấy chèm mấy bàn tiệc. Rồi anh em nào lấy iPhone đi chụp cho.